hết không? Dưỡng nha. Dưỡng nha. Dưỡng nha. Hết hồng nữa rồi. Khó luôn. Bây giờ con Thi nó nói đi về là sao? Đi về không? Tại đây có cái cấm mà. Đi. Đi đâu có mình em? Đi đâu có mình uống cà phê đâu uống với anh chơi vui. Dạ, ở đây uống rồi có bon. Rồi xong. Rồi thọc xoàn rớt rồi. Nó mấy bữa đòi uống cà phê với nay có cà phê uống rồi đó. Ra kia nha, để bây giờ mấy người kia đang hết phòng ngó thử đi. Rồi chị đi.
có mấy cái nó cũng hết phòng. Thank you.
treo tường ha. Ta đang đóng phim mà cứ con nhỏ này. Rồi. Này em để cái tay. Phải chưa? Nó được mở tay. Hello. Con mới uống cái này để mình giải ra đó. Nhưng mà con ăn này lẹ con để nó bị chảy. Cái này nó chảy không? Chảy. Con uống lẹ đi. Con uống lẹ đi.
khô. Kem không kem. Đây nè, ấm đi không? Dạ không? Em dẫn tụi nó chưa?
Đi vậy là tụi Thúy nó về thay đồ lên hả? Bích ơi, để ba dẫn về cho. Ba dẫn về đi. Lên đảo là có một cửa mà. Ôi, em chọn hai chìa khóa kia luôn hả? Em chạy hai chìa khóa là đó lại luôn hả? Để em đòi đi diễn á. Em đòi theo diễn hả?